Truyện tích thứ 91, chuỗi hạt mân côi với cặp vợ chồng trẻ và một đứa con bị tê liệt. Ở miền nam nước Ý, gần thành phố Bombay, là nơi có trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Mân Côi lớn nhất nước Ý. Có một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không có con. Anh chồng rất đau buồn vì tình trạng son sẻ của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, anh chồng là một người đạo đức. Anh phó thác mặc cho Đức Mẹ lo liệu. Anh thường cùng bạn bè đến thành phố Bombay cầu khẩn, đọc kinh lần hạt xin Đức Mẹ Mân Côi đói thương cho gia đình anh. Có chút sự vui mừng để yên ủi người vợ đang đau khổ vì tình trạng son sẻ. Đức Mẹ đã nhận lời anh cầu nguyện và chẳng bao lâu chị vợ đã có thai và sinh ra một cháu trai mạnh khỏe, dáng điệu khôi ngô tuấn tú. Cả nhà vui mừng. Vợ chồng anh hứa mỗi ngày lần hạt 3 chuỗi, cảm tạ Đức Mẹ vì mẹ đã thương ban cho gia đình anh được một chút yên ủi để khỏi mang tiếng với bà con lối xóm. Cuộc sống của anh chị và cháu vẫn trôi chảy bình thường trong hạnh phúc gia đình. Đứa con trai yêu quý của anh chị nay đã 8 tuổi, tuổi rất hồn nhiên vui tươi, là nguồn hy vọng của anh chị. Thì tự nhiên bị bệnh sốt tê liệt, cháu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không có phương pháp nào cứu được cháu cả. Các bác sĩ yên ủi và khuyên bảo chị đem cháu về. Chỉ còn một cách là cầu nguyện cho cháu. Đứng trước hoàn cảnh thương tâm như vậy, chị vợ đã không cầm nổi được sự đau lòng, đã mang bệnh suy yếu thần kinh rất nặng. Anh chồng tuy nhiên còn có can đảm hơn một chút. Anh cứ cố gắng tin vào quyền phép Đức Mẹ Mân Côi. Anh nghĩ trước đây mình không có con, nhờ lời cầu nguyện bằng chuỗi hạt mân côi, Đức Mẹ đã ban cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Thì bây giờ cũng vậy, anh cứ tin tưởng ở Đức Mẹ và hứa nếu Đức Mẹ chữa khỏi bệnh cho con anh, thì anh sẽ dâng mình phục vụ cho Đức Mẹ Mân Côi ở ngay trung tâm hành hương Bombay suốt đời anh. Dần dà, anh chị bớt đau khổ và nguồn vui đã đến. Cháu trai mặc dù chưa đi được, nhưng cháu có vui vẻ, mạnh khỏe, vui tươi. Cháu cũng thường bắt chước cha mẹ đọc kinh Mân Côi tối sáng. Có ai hỏi cháu về tình trạng sức khỏe thì cháu trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cả nhà rất phấn khởi, vẫn hàng ngày lần chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ, cầu nguyện cho đứa con trai của mình. Anh chồng thì vẫn tiếp tục đi dự thánh lễ hàng ngày và đến trung tâm hành hương Bombay để cầu xin Đức Mẹ Mân Côi cứu gia đình anh. Quả thật, Đức Mẹ đã mở bàn tay cứu giúp, đã cho gia đình anh chị được thoát khỏi tai nạn. Một đêm kia sau khi thức dậy, cả nhà rất vui mừng khi thấy đứa con trai của mình tự động nhảy xuống giường và đi lại như người bình thường. Anh đã đến thông báo cho cha sở để ngài chứng kiến một phép lạ nhãn tiền. Đức Mẹ đã cứu khỏi một cháu trai bị sốt tê liệt đã lâu năm. Tưởng rằng không phương cứu chữa, cháu trai đã trở lại đời sống bình thường và thường theo cha mẹ đến trung tâm hành hương Bombay đọc kinh lần chuỗi cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi và góp phần vào mọi công tác ở nhà thờ của trung tâm. Lời bàn: việc Đức Mẹ ban ơn khỏi bệnh nan y qua chuỗi hạt mân côi thì rất nhiều, không thể kể sao cho hết được. Như trên chúng tôi đã trình bày, có nhiều vị thánh khi chữa lành cho người bệnh đều đã áp dụng phương pháp cầu nguyện cho bệnh nhân bằng chuỗi hạt mân côi. Cha thánh Bafri Bio Năm Dấu: bất cứ ai đến xin ngài khẩn cầu, ngài đều lần chuỗi mân côi trước khi chữa bệnh. Cha Phêrô Maria trưởng ở Phát Diệm, mà người ta thường gọi ngài là thánh, cũng vậy. Mỗi khi khấn cho ai thì ngài cũng lần chuỗi mân côi và dắt tay họ lên trước bàn thờ Đức Mẹ, trao cho Đức Mẹ cứu giúp.
Phương pháp rất đơn giản là chỉ lần chuỗi mân côi. Chúng ta cũng vậy. Khỏi phải chạy đi đâu xa, tốn tiền, mất thì giờ. Cứ ở nhà đọc kinh lần chuỗi mân côi với lòng tin tưởng tuyệt đối, thì Đức Mẹ sẽ cứu giúp chúng ta. Đã có muôn vàn truyện tích, Đức Mẹ đã cứu giúp người ta bằng chuỗi hạt mân côi. Amen.